Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Sao Hoa ngữ. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Tôn Di. Tôn Di sinh vào ngày 4 tháng 6 năm 1993 tại tỉnh Cát Lâm, là nữ diễn viên người Trung Quốc. Tôn Di sinh ra ở thị xã Tập An, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. 8 tuổi thì bắt đầu học đàn piano điện tử. Đến năm 12 tuổi thì trình độ piano điện tử của cô đã đạt đến cấp cao nhất, cấp 9. Khi đó thì mẹ của Tôn Di cảm thấy nếu tiếp tục học chỉ lãng phí thời gian, vì vậy quyết định để Tôn Di chuyển sang học đàn dương cầm. Sau đó trình độ của đàn dương cầm của Tôn Di cũng đạt đến cấp cao nhất, cấp 10. Năm 2013, sau khi tốt nghiệp đại học, bởi vì thích biểu diễn nên Tôn Di đã tham gia một khóa học biểu diễn ở Bắc Kinh, chuẩn bị tham gia kỳ thi nghệ thuật năm thứ 2 của Học viện Hí kịch Trung ương. Nhưng vào lúc này thì cô quen biết với người đại diện đầu tiên của mình, cũng nhận được cơ hội tham gia diễn xuất trong một bộ phim. Cũng bởi vậy mà Tôn Di chính thức tiến vào phát triển trong giới giải trí. Về sự nghiệp, năm 2014, Tôn Di đã hợp tác với Quách Hiểu Đông trong bộ phim điện ảnh về đề tài tình yêu Racial Love của đạo diễn Hoàng Nhiều. Đây là bộ phim tiếng Hoa duy nhất được đề cử tại Liên hoan phim Sudan lần thứ 32. Sau đó Tôn Di đã tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình Mỹ Nguyệt Truyện trong vai Mỹ Giao, cháu gái của Mỹ Nguyệt. Cùng năm, Tôn Di hợp tác cùng với Bao Bồ Nhĩ trong bộ phim điện ảnh Thời Thanh Xuân Của Tôi, đảm nhiệm vai nữ chính Lý Xuân Hà. Ngoài ra, Tôn Di còn tham gia phim truyền hình Đại Miêu Nhi Truy Ái Ký trong bộ phim đảm nhiệm vai cô gái nhà giàu đơn thuần thiện lương Đồng Đồng. Năm 2015, phim truyền hình Mỹ Nguyệt Truyện phát sóng. Nhờ vai diễn Mỹ Giao mà Tôn Di đã bước đầu được công chúng chú ý. Cùng năm, Tôn Di tham gia phim truyền hình đề tài cách mạng Bạo Tố. Năm 2016, phim truyền hình hiện đại Thanh Xuân 15 năm chờ đợi Chim Di Chú đã phát sóng. Trong bộ phim, Tôn Di đảm nhiệm vai nữ chính Lê Ly. Cũng nhờ bộ phim này mà Tôn Di càng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Cùng năm, Tôn Di và Hàn Đông Quân đã hợp tác trong bộ phim đề tài Dân Quốc Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ. Trong phim thì đảm nhiệm vai nữ chính Tần Tang. Cuối năm, Tôn Di xác nhận tham gia phim truyền hình Lương Sinh Liệu Chúng Ta Có Thể Ngừng Đau Thương, hợp tác cùng với Trung Hán Lương và Mã Thiên Vũ, đảm nhiệm vai nữ chính Khương Sinh. Cùng năm 2016, nhờ biểu diễn xuất sắc trong bộ phim điện ảnh Please Show Love, Tôn Di đã vinh dự nhận được giải thưởng nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 19, giải thưởng nữ diễn viên mới của năm của gian diễn đàn hình tượng thanh niên Hoa ngữ. Đầu năm 2017, phim truyền hình hiện đại Bởi Vì Được Gặp Em do Tôn Di và Đặng Luân đóng đã chính thức phát sóng vào khung giờ vàng của đài truyền hình Hồ Nam. Bộ phim đã thu được rating CSM52, thành thị trung bình là 1,93, rating CSM toàn quốc trung bình là 3,26. Trong thời điểm phát sóng là phim có rating cao nhất toàn quốc, cũng là một trong những bộ phim tình cảm hiện đại có rating trung bình cao nhất năm 2017. Cuối năm, Tôn Di đã nhận được giải thưởng nữ diễn viên mới của năm tại lễ trao giải Quốc kịch Thịnh Điện. Tháng 3 năm 2018, Tôn Di đã xác nhận đảm nhiệm vai nữ chính Lê Sơ Rao trong bộ phim truyền hình Sơ Thần Là Em Cố Ý Quên Anh, hợp tác cùng với nam diễn viên Bạch Kính Đình. Một số bộ phim mà Tôn Di đã tham gia: phim truyền hình năm 2015, Đại Miêu Nhi Truy Ái Ký trong vai Đồng Đồng, Nhật Ký Tình Yêu Tươi Đẹp trong vai Ngô Bình, Mỹ Nguyệt Truyện trong vai Mỹ Giao. Năm 2016, Ban Thục Truyền Kỳ trong vai Lâm Sầm, 15 năm chờ đợi Chim Di Chú trong vai Lê Ly. Năm 2017, Bởi Vì Được Gặp Em trong vai Trương Quả Quả. Năm 2018, Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ trong vai Tần Tang, Lương Sinh Liệu Chúng Ta Có Thể Ngừng Đau Thương trong vai Khương Sinh. Năm 2019, Sơ Thần Là Em Cố Ý Quên Anh trong vai Lê Sơ Rào, Xin Chào Kiểm Soát Viên trong vai Khương Văn Tịnh. Năm 2020, Kim Tịch Hà Tịch trong vai Đông Nguyệt, phim chưa chiếu Xin Chào Kiểm Soát Viên. Phim điện ảnh năm 2015, Please Show Love trong vai Hồ Nhã Tiệp, Thời Thanh Xuân Của Tôi trong vai Lý Xuân Hạ. Năm 2016, Chuyện Nhỏ Điên Cuồng Đó Gọi Là Tình Yêu, vai khách mời.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.